Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Lâu kéo tạm biệt, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã dành thời gian theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ, khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc chúng ta truy cập vào website loakeotamviet.com hoặc truy cập website cá nhân của Tín là nguyentonquoctin.com. Mọi người đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay còn gọi là nút subscribe để chúng ta có thể là cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Lo kéo tạm biệt, kính chúc cho mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Quên, khách quý nào chúng ta muốn biết thêm về kiến thức lo kéo cũng như là chúng ta trang bị cho bản thân mình kiến thức mua hàng an toàn và tốt hơn thì mọi người đừng quên truy cập website chuyên gia của bên mình, đó là kiến thức loa karaoke.com nhé. Cảm ơn mọi người.